Những năm gần đây, Lâm Đồng chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Trong đó, lĩnh vực hạ tầng công nghệ số được quan tâm xây dựng, làm nền tảng cho những bước tiến chuyển đổi số một cách bền vững. Hiện nay, Lâm Đồng xây dựng đưa vào hoạt động các phần mềm ứng dụng trên các nền tảng website phục vụ các hoạt động chuyên ngành như Mabinfo, cảnh báo cháy rừng, FGIT, hệ thống VAHIS, hệ thống đo mưa Viren, hệ thống số dữ liệu cấp và quản lý mã số vùng trồng chung, sàn thương mại điện tử, vân vân. Bên cạnh đó, các máy móc thiết bị công nghệ phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng như flycam, máy định vị, xe máy, vân vân được quan tâm đầu tư đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuần tra bảo vệ rừng. Từ đến nay, có 23 đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng đã được trang bị 38 thiết bị bay không người lái flycam. Chính huyện thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, Trừ Di Linh, Đà Oai và Cát Tiên đầu tư và đưa vào hoạt động hệ thống camera tầm cao để hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng. Nhờ vậy mà nền nông nghiệp, lâm nghiệp, lâm đồng ngày càng nâng cao hiệu quả về chất lượng nông sản cũng như giá trị canh tác.